Rồi xin mến chào anh chị cũng như quý bà con chăn nuôi đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Đấy, thì mình tiếp tục chia sẻ trại bò của anh Vinh Nguyễn ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thì trại bò rất là nhiều, nhưng mà trong cái clip này xin chia sẻ đó là năm con mới vừa này nha. Đó, năm con kem này, trong đây thì có bốn con kem, kem rất đẹp bây giờ. Và một con ba bơ kem nữa nha. Đó. Chúc mừng anh chị đó. Thì cái clip này chia sẻ đó thì chủ trại sẽ báo giá năm con này đó, con ngoài cùng con hơi thấp thấp đó, mong giữ dàng đó, con đó là ba bơ kem đó đấy. Và cái lô bốn con này đó, bốn con pháp kem này thì nó nhỏ tháng hơn, tầm 6 tháng thôi, và nhỏ bò hơn nè, thì giá nó thấp hơn cái lô này đấy, thì anh em tham khảo đấy. Và cũng như hai con bò cái pháp kim nữa đó, mình sẽ quay hai một cái nữa cho anh em xem ấy. Và hai con cái tơ này nha, hai con cái này là hai cái pháp nha, đó hai cái pháp ấy. Thì anh em nào xem qua thì có nhu cầu nuôi bò sinh sáng mà bắt cái tơ gì nuôi á thì tham khảo hai con này. Thì anh em xem hết cái video để chủ trại báo giá từng lô bò một để anh em xem cho nó rõ ràng. Rồi giờ thì vào nội dung chính của cái clip này. Chào cô bác anh chị luôn, trại bò Vinh Nguyễn mới về cái lô này 5 con pháp kem. 5 con pháp kem mà có 1 con ba bê kem. Đây mới xuống xe luôn cô bác anh chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Bò này nằm 7 tháng. Con ba bê này nằm 7 tháng, còn mấy con kem này nằm 8 tháng 9 tháng. Nó quay kỹ lưỡng từ con cho con 2 4 5 con. 5 con này đồng giá 27 triệu. Kem đẹp cực kỳ luôn các bác anh chị ơi. Kem móng hồng, ngõ hồng luôn. Lớn bò, dài đòn, xương sóc rồi. 5 con kem, 4 con kem, con ba bê kem. Đồng giá 27 triệu. Hóa chặt đít đã. Rồi, cô bác anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn. 5 con kem, 1 con ba bê kem, 4 con pháp kem. Đồng giá 27 triệu. Ôi con này cái lưng nó khá ghen. Đây, con thứ nhất. Đây, con thứ hai. Thứ ba. Con thứ tư. Cặp kem này mắt hồng, mỏ hồng cũng như xanh đôi. Xương sốc trà bá. Rồi đồng giá 27 triệu, 4 con pháp kem, 1 con ba bê kem. Đồng giá 27 triệu nha. Trại bò Vinh Nguyễn còn rất là nhiều bò nha. Chú anh chị nào mà cần bò đực, bò cái gì cứ liên hệ với trại bò Vinh Nguyễn. Bò xương hấp đã thì 5 con này cỡ luôn. Có 1 con ba bê kem nó hơi lùn. Lùn gì tấm thớt. Đấy, lô tiếp theo, lô này thì giá mềm nha. Đấy, vô lô này thì nhỏ nhỏ bò hơn, nhỏ tháng hơn. Đấy, chủ trại sẽ báo giá cái lô này. Mới tách sữa nha cô bác chị, 4 con một cỡ một luôn. Giá mềm. Bốn con này 20 triệu 500 một con nha. Ăn mạnh dữ lắm rồi. Con này gần 6 tháng rồi. Có con 5 tháng à, mới tách mẹ. Còn 3 con là tầm khoảng 6 tháng à. 20 triệu 500. Đồng giá 4 con 20 triệu 500. Có con này nó hơi ốm bò. Tại nó mới tách sữa mẹ nè. Từ 10 ngày mười mấy ngày. Còn 3 con này là nó ăn mạnh bự lắm. Rồi 4 con đồng giá 20 triệu 500. Bò đực nha. Đây có một kem cặp kem cái, cô bác anh chị nào mà cần một cặp kem cái để giống thì bắt cặp bò kem vàng. Đẹp lắm, một con có sừng với một con đầu trụi. Sẵn quay chung với bốn bò đực. Đây một cặp cái nha, con cặp này cặp cái nha cô bác anh chị. Cặp cái này nằm 7 tháng, một con 7 tháng, con 7 tháng rưỡi. Cặp này 35 triệu. Xương sóc bự nè, một cặp điện cỡ một luôn, một màu luôn.
cặp này 35 triệu nha. Cô bác anh chị nào cần để làm bò giống một cặp hấp kem cái khoảng 7 tháng 35 triệu. Cô bác anh chị nào cần bắt chung với bốt mồi đực đó, hết ý cặp này để nái. Kem mỏ đỏ luôn nha, một con đầu trụi đây. Con có sừng. Hai con một cỡ luôn. Chiều cao một cỡ một màu luôn. Bò này cái tinh nha cô bác anh chị. Bao hàng bò này cái một cái tinh. Cặp này 35 triệu.